Đường tỉnh 383 trên địa bàn huyện Khoái Châu được người dân kỳ vọng là điểm nhấn về giao thông. Tuyến đường này dài 3,5 km nhưng đã hơn 2 năm qua, việc thi công con đường này vẫn đang dang dở, nham nhở ổ gà, hố trâu, nguy hiểm khiến cho người dân rất bức xúc. Tuyến đường tỉnh 383 là một trong những công trình thuộc dự án phát triển các đô thị kết nối tuyến đường quốc lộ 39, thúc đẩy thông thương của huyện Khoái Châu. Có mức đầu tư trên 39 tỷ đồng, đã được mở rộng thông thoáng, trải nhựa, hệ thống thoát nước vỉa hè. Trong 2 năm thi công, công trình này đã hoàn thành 90% tiến độ, chỉ còn 40 mét chưa thể làm được do vướng mắc giải phóng mặt bằng của 5 hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại ngã tư nút giao Quán Cả. Tuy nhiên đến nay, đường vẫn ngổn ngang. Chị Nguyễn Thị Nga, cửa hàng bán xăng ngay tại ngã tư này cho biết đoạn đường dở dang này đã kéo dài hơn 1 năm nay. Nhiều điểm ổ gà, ổ trâu nham nhở rất khó khăn cho người tham gia giao thông khu vực này. Thời gian qua, chính quyền và cơ quan chức năng đã tiến hành vận động thuyết phục, nhưng các hộ này vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Hàng ngày đường ở đây thì nói chung là quá nhiều xe đi luôn. Va chạm thì cũng liên tục tính từ ngày mà làm gần 2 năm rồi mà vẫn chưa hoàn thành nốt cái đường này. Thì người dân thì ai cũng là mong muốn thông đường thì cho nó thuận tiện. Còn tuyến đường tỉnh 384 đoạn từ cầu Khé đi ngã tư Bô Thời ra quốc lộ 39 nhiều năm nay, người dân khu vực ngã tư Bô Thời rất khổ vì đoạn đường này. Ông Đỗ Công Toàn ở khu phố thị tứ Bô Thời cùng nhiều người dân nơi đây rất bức xúc khi con đường này nhiều năm nay không được tu sửa. Hàng ngày, xe trọng tải lớn đi vào sụt lún, tạo ra nhiều đoạn hố sâu gồ ghề. Cứ trời nắng thì bụi mù mịt, còn trời mưa thì ngập có chỗ sâu 30 đến 40 cm. Dân ở tôi đây thì bức xúc lắm, khổ lắm. Nắng thì bụi, mưa này đây, hàng đống này này. Còn có chỗ sâu kia thằng đến 50 phân. Những cái chỗ kia thì chúng tôi đưa cháu đi học sinh đi là hay ngã lắm, nhất những người lạ về là sẽ sập xuống ngay thôi. Dân thì quá khổ chứ còn gì nữa, chúng tôi đi lại khổ lắm. Thậm chí đây cái đường chúng tôi phải đi vòng vào chợ, không dám đi qua đấy nữa. Đề nghị các cấp chính quyền nhanh chóng sửa lại để cho mọi người đi lại nó thuận tiện. Đa số bà con rất bức xúc về con đường này, chỉ mong muốn giải quyết gấp bởi khi trời mưa, đường ngập, những người đi xe máy không rõ đường thường xuyên bị ngã, nhất là ban đêm, người dân đi lại rất khó khăn. Khi đi ra đến đoạn đường này là lo lắng. Một số hộ dân đã tự bỏ tiền thuê trải nhựa trước cửa nhà mình. Tình trạng này dẫn đến tuyến đường không đồng đều và bịt hết các hệ thống thoát nước do không có cơ quan nào giám sát.